Chu Bin bị loại khỏi đêm nhạc vì ồn ào ngoại tình khi bạn gái mang bầu. Đại diện đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng xác nhận ban tổ chức loại Chu Bin khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn. Thời gian qua, anh bị tố ngoại tình khi bạn gái mang thai. Ngày 21 tháng 4, đại diện đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng xác nhận với Dinh ban tổ chức đã loại Chu Bin khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn vì những ồn ào thời gian qua của nam ca sĩ. Theo đại diện, ban tổ chức đã thông báo vấn đề này qua tin nhắn với Chu Bin. Ngoài Chu Bin, người được cho là bạn gái hiện tại của anh, ca sĩ Vũ Công N.D cũng bị loại khỏi danh sách. Đại diện ban tổ chức cho biết đang tìm hai ca sĩ khác để thay thế. Vừa qua, Chu Bin bị tài khoản NNT tố ngoại tình khi cô đang mang thai. Theo người này, chỉ một ngày sau khi du lịch Đà Nẵng, ngày 28 tháng 1, Chu Bin thông báo chia tay với cô thông qua tin nhắn. Những ngày sau đó, Chu Bin thoải mái đăng ảnh cùng tình mới trong khi cô đau khổ, mệt mỏi. Phản hồi thông tin trên, Chu Bin trao đổi với Dinh, anh và N. T chỉ là người yêu, chưa đăng ký kết hôn. Khi chia tay ngày 29 tháng 1, anh chuyển khoản cho T 200 triệu đồng. Đến tháng 2, anh chu cấp cho cô 10 triệu đồng. Anh chi trả khoản nợ 500 triệu đồng nên tháng này khó khăn và xin N. T cho khất tiền chu cấp. Về việc có bạn gái mới, Chu Bin cho biết anh quen N. D sau khi chia tay N. T. Chưa dừng ở đó, N. T sau đó tiếp tục phản bác Chu Bin. Cô cho biết số tiền 200 triệu đồng không phải của Chu Bin mà từ một người anh chơi thân với hai người. Người này chuyển khoản khi biết họ có con. Cô cho biết thêm Chu Bin từng thua lỗ 500 triệu đồng và cầu cứu bạn gái giúp đỡ. Về phía Chu Bin, nam ca sĩ cho biết người cho 200 triệu đồng là mối quan hệ riêng của anh. Chu Bin cũng khẳng định chưa bao giờ nhờ bạn gái cũ giúp đỡ khi thua lỗ. Cùng thời điểm, tài khoản nợ, Đế cũng lên tiếng. Cô cho biết quen Chu Bin sau khi anh chia tay bạn gái cũ. Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 tại Buôn Mê Thuột. Anh tham gia Việt Nam Idol năm 2007, sau đó phát hành một số album như Anh Đã Sai, Người Dưng, Anh Chỉ Cần Bên Em. Trong khi đó, đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng diễn ra ngày 30 tháng 4, đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhiều năm qua. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Ngọc Sơn, Trọng Tấn, Lý Hùng, Ưng Hoàng Phúc, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân. Sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội truyền thống ngày 10 tháng 3 tại khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh.